một thực tế đáng buồn là những người có biểu hiện rối loạn tâm thần tại Việt Nam thì chủ yếu lại rơi vào độ tuổi thanh thiếu niên. Nhưng mà đáng nói là nhiều người thì có các chứng đó là rối loạn tâm thần lại không hề biết là mình bị bệnh và không tin là mình có bệnh. Hey yo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Karen đây, và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video mini world. Tại sao mình luôn nhầm nó bị là mini world nhỉ? Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video nữa của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để được cập nhật những video mới nhất trên kênh của mình nha. Và phía bên phải cũng như là bên trái và giữa màn hình đó chính là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình. Nếu mà bạn nào mà chưa theo dõi những trang mạng xã hội này thì các bạn đừng quên theo dõi để có thể gọi là cập nhật những thông tin mới nhất từ mình nha các bạn ơi. Yes, ok, và nếu mà bạn nào mà để ý thì các bạn sẽ thấy là đây chính là một video đầu tiên khi mà mình đã mặc một cái áo màu đỏ để gọi là lên quay video mọi người à. Nếu mà mấy bạn nào mà không biết á thì kênh của mình, cái màu chủ đạo của kênh mình đó chính là màu đỏ. Và hồi trước giờ tôi quay video mà show mặt á, tôi chỉ thường mặc áo đen hoặc là mặc áo vàng hay là mặc áo trắng gì thôi. Nhưng mà lần đầu tiên mình đã mặc áo đỏ lên rồi các bạn à. Thật ra là cái áo đỏ này là một cái áo mà do có một người bạn của mình tặng cho mình, và mình thấy nó rất là đẹp luôn, cho nên là ngày hôm nay mình đã gọi là đem lên video để gọi là quay cho các bạn xem. Và nếu mà bạn nào mà thích cái áo màu đỏ này á và muốn mình gọi là mỗi clip nào cũng đều mặc cái áo màu đỏ này thì đừng quên để lại số 1 ở bên dưới cho mình biết nha. Thì ok, nếu mà bạn nào mà đã gọi là đọc tiêu đề thì mình nghĩ là các bạn cũng đã biết được cái video ngày hôm nay đó chính là gì rồi đúng không nào. Video ngày hôm nay mình sẽ gọi là reaction lại cái đoạn video ảo thuật của Phong Cận. Thì nếu mà bạn nào mà không biết á thì ngay cái ngày gọi là fan meeting á, Phong Cận có diễn ảo thuật và có một cái màn ảo thuật cực kỳ kinh dị luôn, đó chính là ảo thuật lấy dao đâm vào đầu mấy nay à. Và tôi chính là người ở trong cái hộp đó nè. Trời đất ơi, mình nói thiệt với các bạn là lúc đó mình cực kỳ run và cực kỳ sợ luôn á. Lúc đó trong đầu của mình kiểu giống như suy nghĩ là Phong Cận mà nó đâm vô cái đầu mình là chắc là mình chết luôn á. Mình sẽ không còn tương lai nữa. Cha mẹ mình sẽ như thế nào đây? Ông bà, cha mẹ, bạn bè sẽ như thế nào đây? Ok, mình chỉ đùa như vậy thôi, chứ thật ra là cái màn ảo thuật đó là tụi mình đã diễn tập từ rất là lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ gọi là xem lại cái màn ảo thuật đó để xem là cảm xúc của mình sẽ như thế nào nha anh em. Còn bây giờ thì let's go. Đây, video này của Phong Cận đã gần được gọi là 1 triệu view trên YouTube rồi đó. Nếu mà bạn nào muốn xem á thì các bạn có thể gọi là lên YouTube để có thể gọi là lên xem được cận cảnh luôn nha. Còn bây giờ là mình sẽ ghi action. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu, đó chính là ảo thuật gia Phong Cận cùng với sự hỗ trợ của trợ lý, đó chính là Kairon. Ui, trợ lý Kairon. Và ngày hôm nay nghe trợ lý Kairon nghe bảnh quá mấy nay à. Hôm qua đến với fan meeting lần này chúng ta có rất nhiều những tiết mục đặc sắc, và đây là một trong những tiết mục đó. Wow. Và với tiết mục này thì các bạn nhỏ chúng ta không nên bắt chước làm tại nhà nha. Đúng rồi, có một điều nữa đó chính là đừng nên thử cái trò này tại nhà nha mấy nay. Đừng bao giờ mà gọi là lấy con dao ra rồi sau đó đi đâm vô đầu thử nha. Cái này là tụi tôi đã có chuẩn bị và tụi mình đã có cái sự gọi là trau chuốt khi mà đã tính tới cái thực hiện cái ảo thuật này. Được tập dượt rất kỹ lưỡng, cho nên các bạn nhỏ chúng ta ở nhà không nên bắt chước làm theo. Vâng, và chúng ta đang có trên sân khấu của mình. Mà là với các bạn luôn là cái ngày hôm đó mình diễn vãi rồi luôn các bạn à. Các bạn có thấy là ở trên sân khấu mình làm cái mặt gọi là nghiêm trọng không? Đây. Nè. Vâng, và chúng ta đó, mình làm cái mặt kiểu bất ngờ kiểu làm mặt cái bất ngờ, ui chết rồi. Nhưng mà thật sự là mình chỉ đang diễn thôi. Đang có trên sân khấu của mình, đó chính là trợ lý Kairon cùng với ảo thuật gia Phong Cận. Ui rồi. Và để mình, tại sao bây giờ mình coi lại cái mặt của mình, mình coi lại clip này, mình thấy cái mặt của mình diễn nghiêm thật sự luôn á. Để xem Phong Cận sẽ làm gì đây. Trời ơi, quay nguyên một cái nọng của tôi luôn mấy má. Ok. Xin lưu ý lại một lần nữa, đây là những tiết mục được tập luyện kỹ lưỡng. Các rồi. Bạn chúng ta không nên bắt chước tại nhà nha. Ý rồi. Ui, ui, sợ thế nha. Vâng ạ, hiện tại trên tay của ảo thuật gia Phong Cận đang có những mảnh ghép để chúng ta bao quanh đầu của Kairon lại. Trời ơi, mình nói thật với các bạn là mình không biết là các bạn có bạn nào bị sợ một cái gọi là đó chính là sợ không gian hẹp hay không. Chứ mình cực kỳ sợ một cái cảm giác đó chính là cảm giác không gian hẹp mấy anh hai à. Cảm giác mà phải gọi là trong một cái không gian rất là hẹp và mọi thứ đều là màu đen tối, thật sự rất là sợ luôn ấy.
Và để xem với màn ảo thuật này chúng ta sẽ có một điều hấp dẫn gì đây. Tôi đang diễn mấy má, cái này là tôi đang diễn. À, ok. Lắp hai cái lại rồi. Ui, mặt của mấy bạn fan căng thẳng hết nè. Mình tề là hôm đó mình không có nhìn được cái gì đó, cho nên mà bây giờ quay xuống mới thấy mặt của mấy bạn fan căng thẳng phết. Rất hồi hộp đúng không nào? Ui. Bây giờ mình mới được coi cận cảnh cái màn ảo thuật này như nào nha. Ui rồi. Vâng, và hiện tại chỉ còn hai mảnh thôi. Phần đầu của Chiron đã được bao bọc bởi những mảnh ghép thành một chiếc hộp vuông màu đen. Cái lúc này là mình không hề thấy gì luôn á. Và xin lỗi lại một lần nữa là các bạn, chúng ta không nên bắt chước tại nhà nha. Ui, kinh quá các bạn ơi. Ui, kinh thật sự. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại Chiron một lần nữa ạ. Cái mặt của mình diễn quá rồi các bạn ơi, mặt của mình kìa. Sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Mặt mình diễn quá rồi. Những thanh gương rất là sắc bén. Why? Kiên fan à. Why? Ôi, đâm vô nè. Ui, trời nó đau. Ui. Và chúng ta sẽ đến với thanh gương thứ hai. Hết sức bình tĩnh và cẩn thận. Và thanh gương thứ hai đã được kêu vào đúng rồi ạ. Tiếp tục là thanh thứ ba. Ui, cay xỉu luôn rồi, cay xỉu luôn rồi. Thật ra cái khoảnh khắc đó là mình cố tình giả bộ ngã ra đó bạn. Ui, kiên thật sự luôn ấy. Ui giời. Trời ơi, dao nó sắc bén. Cái dao này là dao thật nha. Dao này là dao thật nha mọi người. Rất nhiều những thanh dao vào trong chiếc hộp màu đen ở phía trên sân khấu. Ui giời. Thanh dao cuối cùng. Hiện tại chúng ta vẫn còn một thanh dao nữa ạ. Một thanh gương rất dài. Ui. Và tiếp tục. Ui. Nó đâm xuống gọi là đầu của mình luôn ấy. Hiện tại trên sân khấu, ảo thuật gia Phong Cần đã ghi hết tất cả những thanh gương vào trong chiếc hộp màu đen rồi. Đầu cay đi biến mất. Đầu của mình đã biến mất rồi. Quá tuyệt vời. Làm sao đầu của mình có thể biến mất được? Các bạn nào có thể lý giải được không nào? Chiron chúng ta còn ổn không nha? Vâng ạ, bây giờ đảo đi cho Phong Cận đang liên tục rút những thanh dao ra khỏi chiếc hộp màu đen trên sân khấu. Và Uầy, số phận Chiron sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng bật mí. 3, 2, 1. Ta da! Một chào lên lần nữa cho Phong Cận á. Ôi, coi lại hồi hộp thật sự luôn các bạn ạ. Ôi, coi lại hồi hộp thật sự luôn á. Vâng ạ, một giọng bắt tay thêm nữa cho trợ lý của chúng ta, Chiron. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều mà hết sức vi diệu luôn em ơi. Ôi, rồi. Vi diệu thật sự. Ban tổ chức hỗ trợ Phong Cận ạ. Ôi trời ơi, hết clip rồi đây bà. Trời ơi, thực sự là cái khoảnh khắc đó mình như kiểu như là rất là hồi hộp luôn. Tại vì là mình phải gọi là phối hợp với Phong Cận nè. Nếu mà mình làm sai một cái thôi là màn ảo thuật đó coi như là kiểu nó hỏng hết luôn á các bạn, nó sẽ hỏng hết luôn ấy. Cho nên là mình đã thực sự phải rất là cẩn thận trong cái khâu tập luyện luôn. Hey, hồi nãy giờ coi ảo thuật của Phong Cận thì mình không biết được là ảo thuật của Phong Cận có cái gì hay mà các bạn lại tung hô tới như vậy nữa. Hey, nếu mà mấy bạn nào mà không biết á thì tôi Kujon cũng chính là một nhà ảo thuật gia ở trong Hero Team. Các bạn không tin chứ gì? Được. Thế thì bây giờ mình sẽ đại chiến ảo thuật với Phong Cận để xem là ảo thuật của mình và Phong Cận ảo thuật nào sẽ hay hơn nha. Bây giờ mình sẽ làm ảo thuật cho các bạn coi. Coi nè.
đây chính là một cốc bia, đây chính là một ly Coca các bạn ạ. Đây các bạn nhìn nhá, ly Coca đàng hoàng nhá, ly Coca này có bọt rồi, có được các thứ luôn này. Đấy các bạn thấy không, ly Coca này, bây giờ mình sẽ uống ly Coca này nhá. À, ly Coca này ngon thế à. Bây giờ mình sẽ là làm một cái ảo thuật, mình sẽ làm một cái magic để cho khi mà mình đổ nước thì lon con cái ly Coca này của chúng ta nó sẽ không đổ nước được, anh em tin không? Nhìn nè. Ghê chưa? Ghê chưa các bạn? Ghê chưa? Đây đó, các bạn thấy không? Ly Coca của tôi không hề đổ nước chút nào luôn nhá. Các bạn đừng có xem thường màn ảo thuật của mình, các bạn hãy chờ đón xem tiếp nào. Vào đến với màn ảo thuật tiếp theo thì đây sẽ là một màn ảo thuật cực kỳ gọi là magic, gọi là cực kỳ ảo luôn các bạn ạ. Đây các bạn có thấy tay của mình không nào? Đây chính là tay của mình đúng không nào? Và đây chính là một cái chiếc đồng hồ. Bây giờ mình sẽ diễn cho các bạn coi một cái màn ảo thuật, đó chính là làm sao để gọi là cái chiếc đồng hồ này có thể vào ngay tay của mình nha. À, ok các bạn nhìn nha, đây này các bạn nhìn nha, nhìn kỹ đâu nha, mình chỉ làm một lần thôi nha, mình chỉ đập vô rồi sau đó là nó sẽ vô tay của mình luôn nha. 1 2 3. Wow, đó các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, ảo thuật của Phong Cận là ảo thuật gì nào. Trời đất ơi, các bạn nghĩ sao ảo thuật của Phong Cận á là hay bằng mình được. Nếu mà bạn nào mà thấy ảo thuật của mình hay thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Đó, mình không ngờ là mình lại gọi là sử dụng một cái màn ảo thuật, mình đập tay vào đây thôi là cái tay của mình nó tự động là cái đồng hồ này tự động nó vô tay của mình luôn các bạn ạ. Đúng là magic có khác mà. Để xem coi bây giờ tôi còn ảo thuật nào nữa không nữa. Ok các bạn ơi, và đến với màn ảo thuật cuối cùng, đó chính là ảo thuật về chiếc hộp quạt này. Thật ra ảo thuật này nó không phải là nói về cái chiếc hộp quạt này nó sẽ phải gọi là bật lửa như thế nào hay là như thế nào đâu, mà cái màn ảo thuật này đó chính sẽ là một cái màn ảo thuật làm biến mất cái hộp quạt này, và sau đó là sẽ cho nó một cái thân hình mới nha mọi người. Bây giờ mọi người nhìn thật kỹ nha, mình chỉ làm một lần thôi nhá. Đây mọi người nhìn nè, bây giờ mình sẽ gọi là đập cái hộp quạt này vào ngực của mình, và sau đó mình sẽ gọi là biến cho nó thành một cái hình dạng mới nha mọi người. Ok, 1 2 3. Ok bây giờ mình đã biến mất rồi các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ gọi là lấy ra cho các bạn coi về một cái gọi là hình dạng mới của nó. Mình soi trong áo của mình coi. Soi trong áo của mình. Đây. Hey, các bạn thấy chưa? Wow! Bây giờ mình đã biến ra được một cái hộp quạt mới rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi là lấy thêm một cái, mình sẽ gọi là lấy lại cái hộp quạt lúc nãy nha. Đây, các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn cho kỹ vào nha. Mình chỉ làm một lần thôi nha. Đây mình chỉ làm một lần thôi nha. Đây mình chỉ làm một lần thôi. Các bạn thấy chưa? Rất tuyệt vời. Đúng là nhà ảo thuật gia cu dân có khác mà. Hồi nãy giờ xàm vậy thôi mấy má à. Tôi chỉ muốn gọi là đem lại niềm vui cho mọi người thôi, cho nên là mọi người đừng có nghiêm túc quá nha. Ok thì có lẽ là video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Và nếu mà bạn nào mà yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye.